một cánh đồng thật là mênh mông. Đây là farm của Vlog Quang Ninh, cũng là thật là vinh dự là được có mặt ở tại farm của Quang Ninh. Hôm nay là đi thực tế, rất là mênh mông các bạn ạ. Khu nuôi dê, nuôi thỏ, khu nuôi vịt, rồi là tạo một cái hồ cá. Nguồn nước ở đây thì rất là khó khăn, và để mà cung cấp được nguồn nước vào hồ thì rất là xa. Đấy. Cũng tất cả cùng đoàn đại sứ quán cùng tất cả anh em là xuống thăm farm của Quang Ninh Vlog. Cái mà mình em bé đang ngồi đây. Đây là đội ngũ cảnh vệ và công an tỉnh đi hỗ trợ cũng như là giữ gìn. Đi tháp tùng đại sứ của Việt Nam. Đây là đi thách to Augusto. Anh về đây ra là đi cũng đi nù. Đấy. Đang run tù cùng comandante. Cái đoạn kia này là Linh neo quai đúng không? Dạ, phải gì đấy, phải gì đấy. Còn chỗ đó là ổi. Đây là vườn mía mà Tiến Tu Ti với lại A Quý là bẻ trộm mía đây. Vị trí và farm Quang Ninh đang hoạt động là tại tỉnh Huông Bu. Đây là những công dân của bản địa đang đây, A Quý đây, A Quý là bẻ trộm mía của Lôi đây. A Quý, chú Quý bẻ trộm mía của Lôi. Đây là vịt nuôi đây, đang gây giống để thành ra nhân giống này thành nhiều những chú vịt đó. Hàng ơi, Hàng ơi, vài quả bi đao để tí nấu 6 vịt đi. Anh ăn gì? Nhỏ quá. Nhỏ quá. Có xoắn quá. Cái bí này mới ngon. Ôi, chú anh ơi. Hàng ơi. Có bắp bò chưa? Được, khoan chú bắp bò đi. Cái này ngon này. Đây toàn bộ xe của đoàn làm việc cùng với đại sứ xuống farm của Quang Ninh, tỉnh Huông Bu. Còn chắc là người này thì các bạn cũng rất là quen thuộc rồi. Đây là Tony Nguyễn, là cũng đi cùng với lại đoàn và đại sứ xuống farm của Quang Ninh thăm và làm việc. Vâng. Vâng. Đây là Alex Hoàng Việt. Đấy. Đây bây giờ Officinan. Bảo đây Hoàng Việt bây giờ đi trước. Dẫn đoàn. Bỏ lại anh em ở đây. Ok. Đây là bí thư thứ nhất là bí thư Bình.